Chào các bạn. Hôm nay bằng video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính dự toán theo thông tư mới là thông tư 06 năm 2016. Mà cái việc tính dự toán này và đương nhiên là việc cả tính việc tính dự thầu nữa thì là nó không hoàn toàn là không phụ thuộc vào các cái bộ sách đơn giá, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa vân vân hoặc là phần công ích do các tỉnh hoặc là thành phố công bố. Thì nội dung chi tiết của nó bao gồm có là tính dự toán chi phí dựng mà không cần hoặc là thậm chí là không được theo các cái đơn giá vật liệu nhân công máy mà trong các cái bộ sách đơn giá xây dựng lắp đặt khảo sát sửa chữa vân vân do tỉnh thành phố công bố. Và nội dung thứ hai là tôi sẽ chứng minh theo các cái bảng tính toán là bảng số 3.1 và bảng số 3.6 trong thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Bây giờ tôi quay trở lại cái thông tư trước đây và cách làm việc trước đây để chúng ta xem là trước đây tính theo thông tư 04 năm 2010 thì chúng ta tính dự toán như thế nào. Bây giờ tôi dở cái thông tư số 04 năm 2010 do Bộ Xây dựng ban hành công bố ngày 26 tháng 5 năm 2010. Theo như dẫn tại thông tư này thì việc tính dự toán ở bảng 3.1 của thông tư này. Bây giờ tôi dở xuống bảng 3.1. Đây. Bảng 3.1 trong thông tư 04 cũ là tính tổng hợp dự toán chi phí dựng. Đấy. Thì trong cái bảng này thì là Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tính chi phí trực tiếp gồm có vật liệu này, nhân công, máy và trực tiếp phí khác. Trong đó ở đây thì tôi tập trung vào việc tính chi phí vật liệu, nhân công và máy. Xem là Bộ Xây dựng khi đó, trước đây là Bộ Xây dựng hướng dẫn như thế nào. Tôi lấy ví dụ như chi phí vật liệu chẳng hạn. Thì ở vật liệu ở đây được tính là sigma của QG mà nhân với cả DG, sau đó cộng với cả chênh lệch vật liệu nếu có. Tương tự như vậy thì nhân công thì sẽ bằng sigma QG nhân DG của nhân công nhân với cả hệ số 1 cộng với K nhân công. Và máy thì là QG nhân cả DG của máy nhân với 1 cộng hệ số điều chỉnh K máy ở đây. Thế bây giờ QG là gì và DG là gì thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở phía dưới. QG là khối lượng công tác, còn DG là đơn giá vật liệu công máy tương ứng của nó. Thế thì vì ở đây là có đại lượng là chênh lệch vật liệu đó. Cho nên là cái DG ở đây thì thông thường cái người làm dự toán người ta lấy là đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy do tỉnh, thành phố công bố tại các cái bộ sách đơn giá về xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa vân vân. Như vậy là khi mà nhân với DG của vật liệu, DG nhân công và DG của máy mà nhân với khối lượng thì cái đại lượng này chúng ta được hiểu là chi phí vật liệu hoặc là chi phí nhân công hoặc là chi phí máy gốc do tỉnh, thành phố công bố trước đây. Sau đó thì đối với vật liệu thì chúng ta cộng với cả chênh lệch vật liệu. Còn nhân công thì chúng ta nhân hệ số điều chỉnh nhân công, còn máy là chúng ta nhân với hệ số điều chỉnh máy do tỉnh, thành phố công bố. Như vậy chủ yếu ở đây là do cái vấn đề là chúng ta phải cộng chênh lệch vật liệu. Do đó là bắt buộc chúng ta phải lấy cái đơn giá vật liệu, nhân công, máy ở đây là chúng ta phải lấy theo đơn giá gốc của tỉnh ban hành. Đó. Thế như vậy là trước đây làm theo thông tư 04 thì ở cái bảng 3.1 vì là do Bộ Xây dựng hướng dẫn là do cái cách tính ở đây là có chênh lệch cho nên là chúng ta phải dựa theo đơn giá tỉnh, thành phố công bố. Bây giờ tôi quay trở lại phần mềm để tôi minh họa cách tính này như sau. Nếu tính theo thông tư 04 năm 2010 cũ thì giả sử rằng là tôi có một cái công trình gồm có 3 đầu việc ở đây. Tôi cho số lượng đầu việc nó ít để chúng tôi tiện minh họa cách tính. Thì chúng ta sẽ tính cái bảng tổng hợp vật tư. Trong đó là có cái chênh lệch giá. Đây, chúng ta sẽ tính là cái chênh lệch vật liệu là bao nhiêu. Tổng chênh lệch vật liệu, tổng chênh ở đây. Sau đó thì chúng ta tính cái bên tổng hợp dự toán chi phí dựng theo thông tư 04 cũ. Đây. Theo đó thì là chúng ta sẽ tính là vật liệu là phải có chênh, nhân công, máy chúng ta nhân hệ số. Lấy ví dụ chênh lệch vật liệu ở đây, đầu tiên là chúng ta lấy từ gốc 86.833.000 thì là được lấy từ đây sang 86.833.000 thì đây là cái tiền gốc
mà do chúng ta lấy khối lượng của công tác và nhân với cả đơn giá gốc. Cái đơn giá này ở bên xin công trình này, ở ba cột này là do chúng ta tra ở trong quyển sách đơn giá. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn là đơn giá số 5481 năm 2011 do Hà Nội, tỉnh Hà Nội ban hành. Thì đây là đơn giá gốc do tỉnh ban hành. Thì đây là tiền gốc tương ứng với cái đơn giá 5481. Và đây là tổng tiền gốc do 5481 ban hành. Và đây 86.833.000. Ở đây tổng tiền vật liệu gốc ở đây chúng ta được đưa qua đây để chúng ta tính 86.833.000. Sau đó chúng ta cộng chênh lệch vật liệu là 10.575.000. Thì 10.575.000 chính là cái con số tổng chênh vật liệu. Tổng chênh ở đây, ở bên sheet tổng hợp vật tư và chênh lệch giá chúng ta tính ở đây. Đấy. Thế còn nhân công với cả máy thì chúng ta lấy nhân công là 48.169.000. Đây chúng ta kiểm tra 48.169 và máy là 8.788.000. Máy gốc ở đây chúng ta tính là 8.788.000 ở đây. Sau đó chúng ta nhân với hệ số điều chỉnh nhân công, nhân với hệ số điều chỉnh máy. Hệ số điều chỉnh này thì chúng ta có thể lấy ở một cái tài liệu là một cái công bố, một cái công bố về hệ số điều chỉnh nhân công các máy. Tôi lấy ví dụ như là công bố số 3796 của Hà Nội năm 2014 chẳng hạn. Thì cái hệ số điều chỉnh của nó như sau. Đối với nhân công thì là 0,8316 chẳng hạn, đối với máy là 0,9494. Thì lúc đó chúng ta sẽ đưa hai cái hệ số 0,8316 ở đây vào nhân công và 0,9494 vào máy và chúng ta được kết quả như thế này. Thì đây chính là cái cách mà tính theo thông tư 04 năm 2010 cũ là chúng ta phải có chênh lệch vật liệu. Đấy. Và theo để mà tính theo cái luật cũ là lấy chênh lệch, có chênh lệch, lấy gốc cộng chênh lệch, thì ở đây chúng ta chọn mục là vật tư theo công trình. Công trình. Đó. Tuy nhiên, bây giờ tôi quay trở lại, tôi chuyển sang thông tư mới là thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 và có hiệu lực là ngày 1 tháng 5 năm 2016. Bây giờ tôi chuyển xuống cái bảng 3.1 là cái bảng mà hướng dẫn cái cũng là cái bảng hướng dẫn về cái dự toán tính dự toán chi phí dựng. Chúng ta xem cũng là bảng 3.1 nhưng đây là bảng 3.1 ở trong thông tư 06 năm 2016. Chúng ta xem có gì thay đổi. Trực tiếp là ở đây thì là có là tính là sigma của QG nhân cả DG vật liệu. Chúng ta kiểm tra so với cả thông tư 04 chúng ta thấy. Như vậy là thông tư 04 ở bảng 3.1 thì là hướng dẫn cũng là sigma QG nhân DG nhưng có cộng chênh lệch vật liệu. Trong đó thông tư cũ thông tư mới là thông tư 06 thì không có cái đại lượng là cộng chênh lệch vật liệu ở đây. Đối với nhân công và đối với máy thì ở đây Bộ Xây dựng điều chỉnh lại cái chỗ này là nhân với cả K nhân công và nhân với cả K của máy. Trong khi đó thông tư cũ là nhân với cả 1 cộng với K nhân công và nhân với cả 1 cộng với K máy thi công. Đấy, thì ở đây cái thông tư cũ này chỗ này là có vấn đề. Chỗ này cũng có vấn đề. Vì lý do tôi lấy ví dụ vẫn là cái quyết định 3796 của Hà Nội về hệ số điều chỉnh máy. Nhân công và máy thì hệ số nhân công là 0,8316 và máy là 0,944. Có nghĩa là nếu công trình của chúng ta chi phí nhân công là 100 triệu thì khi áp dụng cái quyết định 3796 của Hà Nội này, 3796 này thì nhân công nó sẽ còn là 100 triệu nhân với cả 0,8316 thì nó sẽ là chỉ còn có 83,16 triệu thôi. Tương tự như vậy nếu chi phí máy thi công của công trình theo gốc là 100 triệu thì chi phí máy của nó theo cái quyết định 3796 mới lúc đó thì máy sẽ là 100 triệu nhân 0,9494 nó sẽ là 94,94 triệu, xấp xỉ 95 triệu. Như vậy là nó nhỏ đi chứ không phải là nếu chúng ta theo thông tư cũ là chúng ta cộng 1 với cả 0,8316 tức là thành 1,8316 thì khi đó chúng ta nhân với gốc ở đây là 100 triệu chẳng hạn thì thành là 183,6 triệu chứ nó không phải là 83,6 triệu. Như vậy là cộng 1 này là không đúng. Tương tự như vậy máy cộng với một cộng với cả hệ số điều chỉnh máy là không đúng vì lý do là lúc đó chúng ta sẽ trở thành là 100 triệu gốc máy ở đây nhân với cả 1,9494 thì đã thành là
194,94 triệu, tức là gần 195 triệu chứ không phải là 95 triệu nữa. Như vậy là tăng lên, cho nên là cái thông tư cũ ở chỗ này là không hợp lý, chỗ này cũng không hợp lý. Và vì thế mà Bộ Xây dựng đã điều chỉnh lại ở trong cái thông tư 06 này là không còn cái 1 cộng ca nhân công, đây cũng không còn 1 cộng ca máy nữa, mà chỉ còn là nhân với hệ số điều chỉnh nhân công, hệ số điều chỉnh máy. Và đặc biệt ở đây chúng ta, tôi nhắc lại là không còn cái đại lượng chênh lệch vật liệu như thông tư 04 năm 2010 cũ nữa. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là DQG thì vẫn là khối lượng các công tác như cũ, nhưng DG vật liệu, DG nhân công, DG máy xem Bộ Xây dựng hướng dẫn như thế nào, chúng ta kiểm tra. Q là khối lượng, chúng ta biết rồi. Khối lượng tương ứng với cái việc như thế này là cái khối lượng mà chúng ta bóc tách ở đây, ở trong bản vẽ hoặc trong hồ sơ mời thầu vân vân, thì là đây là khối lượng QG của công tác. Còn DG vật liệu công máy, tức là chi phí, tức là tiền vật liệu như công máy cho mỗi một đơn vị công tác hoặc là một nhóm công tác. Và Bộ Xây dựng hướng dẫn cái DG vật liệu công máy này được tính ở bảng là bảng đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại bảng 3.4 trong thông tư số 06 năm 2016 này. Ở đây bảng 3.4 thì có thể là lỗi chế bản, chính xác của nó bảng đơn giá chi tiết và giá tổng hợp của nó phải là bảng 3.3. Chỗ này các bạn lưu ý chỗ này là 3.3 nhé. 3.3. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển xuống bảng 3.3 xem là Bộ Xây dựng hướng dẫn như thế nào. Đây bảng 3.3 là bảng về đơn giá chi tiết đấy, của từng cái công tác trong công trình. Và trong bảng 3.3 này thì nó có hai bảng, một là bảng đơn giá chi tiết và bảng thứ hai trong bảng 3.3 là bảng giá xây dựng tổng hợp. Bây giờ chúng ta xem đơn giá chi tiết Bộ Xây dựng hướng dẫn gì. Trong cái phần đơn giá chi tiết này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là từng cái đầu việc một, ví dụ như là cái mã đơn giá là AE.12345 gì đấy, chi phí vật liệu, ví dụ như là công tác xây tường nó gồm có gạch này, có cát này, có xi măng, có nước vân vân. Và khối lượng ở đây là chúng ta lấy theo định mức của Bộ Xây dựng ban hành. Đơn giá của số 6 này là chúng ta lấy là đơn giá vật liệu tại thời điểm chúng ta làm dự toán và cộng vật liệu ở đây. Tương tự như vậy cho nhân công và máy. Bây giờ tôi chuyển sang bên phần mềm để tôi minh họa các bạn thấy rõ hơn. Đơn giá chi tiết tức là chúng ta liệt kê ra các cái đầu việc ở trong công trình của chúng ta ở đây. Đấy. Và trong mỗi đầu việc chúng ta phải thể hiện rằng nó thi công ấy, khi nó thi công nó cần những cái định mức gì. Thì cái thông số định mức mà tôi bôi màu xanh như thế này, cái cột định mức cột E này, cột khối lượng định mức này là chúng ta, tôi lấy ví dụ như AE11823 thì cái này là chúng ta tra ở trong quyển sách đơn giá, là tra ở trong quyển sách định mức số 1776 năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành, chứ không tra ở trong quyển đơn giá 5481. Đơn giá 5481 đây là đơn giá. Còn cái định mức này chúng ta tra ở quyển định mức 1776 năm 2007 Bộ Xây dựng ban hành. Tiếp theo cái đơn giá này, đơn giá của đá hộc, của đá răm, của xi măng, của cát vàng ở cột đơn giá này thì là do chúng ta giả sử tại thời điểm chúng ta làm công trình là năm 2016 thì cái đơn giá này nó không liên quan đến đơn giá gốc ở trong quyển sách đơn giá tỉnh ban hành. Đây mới là đơn giá gốc tỉnh ban hành. Còn cái giá này để chúng ta áp vào cái cột giá, cột ép của đơn giá này thì là giá tại thời điểm chúng ta làm công trình, có thể là giá thông báo do tỉnh công bố, giá thông báo vật liệu do tỉnh công bố, hoặc là giá mà chúng ta có thể mua được thực tế trên thị trường, chứ nó không liên quan gì đến cái đơn giá số 5481 này do tỉnh công bố cả. Đó. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là có hai đại lượng là định mức, là lấy sách định mức Bộ Xây dựng ban hành này, đơn giá này là giá công bố này, hoặc là giá tại hiện trường lúc chúng ta làm công trình này. Sau đó chúng ta nhân hai đại lượng với nhau chúng ta ra tổng tiền. Các bạn thấy ạ, đây ạ, tương tự như đây ạ. Thì như vậy là cái này nó cũng không liên quan gì đến đơn giá của tỉnh ban hành cả. Vì hai cái này là không liên quan thì đương nhiên cái này không liên quan. Như vậy chốt lại thì cái tiền này sẽ không liên quan gì đến đơn giá tỉnh ban hành ở đây cả. Có nghĩa là nó không liên quan đến cái bộ sách đơn giá, ví dụ như 5481 này chẳng hạn, không liên quan. Lập luận một cách tương tự như vậy thì cái nhân công, đây là cái định mức nhân công lấy ở trong 1776. Cái giá nhân công là chúng ta tính theo đơn giá nhân công tại thời điểm chúng ta thi công, ví dụ như chúng ta tính theo là cái thông tư 05 2016 Bộ Xây dựng ban hành chẳng hạn, chúng ta ra được tiền nhân công. Thì tiền nhân công này đấy, nó không liên quan gì đến cái đơn giá tỉnh ban hành cả. Tương tự như vậy máy ở đây, định mức nhân với giá này do chúng ta áp tại thời điểm chúng ta thi công, ví dụ cái giá máy này
là chúng ta tính theo là thông tư 05 hay 16 chẳng hạn, và cái định mức 1/34, chứ nó không liên quan gì đến cái đơn giá cả máy đấy cả. Đó. Thế cho nên là cái định mức nó không liên quan và cái giá nó không liên quan, dẫn tới là cái chi phí máy cho một đơn vị công tác này cũng không liên quan gì cả. Đó. Thế thì nó vì nó không liên quan cho nên là khi chúng ta đưa sang cái tiền vật liệu này, nhân công này và máy này, chúng ta đưa qua bên giá tổng hợp vào ba cột này. Và cái giá tổng hợp này thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau. Đây là thông tư 06. Tôi quay trở lại vẫn là bảng 3.3 là bảng hướng dẫn về đơn giá chi tiết và giá tổng hợp phía dưới chúng ta xem giá tổng hợp. Thì bảng giá tổng hợp của Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì? Là cái cột 5, 6, 7 ở đây. Thì chúng ta lấy ở cái chi phí vật liệu, nhân công và máy ở đây, ở cái bảng đơn giá chi tiết chúng ta đưa xuống. Nhân với khối lượng thì nó ra tổng tiền của từng đầu việc một. Thế bây giờ tôi sang bên phần mềm chúng ta xem. Vậy nó cũng thể hiện tương tự là khối lượng công việc này. Nhưng với đơn giá ở đây là chúng ta liên kết từ đơn giá chi tiết. Tôi lấy ví dụ vật liệu này là H6 này, nhân công là H14 và máy là H17. Chúng ta kiểm tra. H6 chính là tiền vật liệu, đơn giá vật liệu cho một công tác. H14 là đơn giá nhân công cho một đơn vị công tác. Và H17 là đơn giá máy cho một đơn vị, một cái mét khối xây này. Thì nó được đưa được qua đây để chúng ta tính. Thế thì một mét khối này nhân với khối lượng ở đây thì nó ra được đây là chi phí cho từng đầu việc một. Đây là ví dụ như là đây chi phí vật liệu cho cái 15,24 mét khối xây. Đây là chi phí máy cho 22,48 mét khối bê tông ở đây. Đấy, như vậy thì vì cái này chúng ta lấy tính từ đơn giá chi tiết, khối lượng này là do chúng ta bóc tách của công trình chúng ta, nó không liên quan đơn giá cả. Bốn cột này không liên quan đơn giá, do đó khi nó nhân với nhau nó tạo ra thành ba cái cột thành tiền vật liệu công máy này, thì ba cột này nó không có liên quan gì đơn giá này do tỉnh ban hành cả. Có nghĩa là nó không liên quan đến cái này, nó không liên quan đến cái này và nó không liên quan đến cái này cả. Tất nhiên nó không liên quan đến quyển sách 5481 này. Đó. Vì thế mà cái giá tổng hợp này khi mà cộng tổng lại thì tổng tiền vật liệu nhân công máy tại thời điểm chúng ta thi công cho cái công trình này nó không hề liên quan đến đơn giá tỉnh ban hành. Tiếp theo chúng ta quay trở lại thông tư số 06 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành. Thế thì là cái bảng 3.1, chúng ta quay trở lại bảng 3.1. Tôi vừa chứng minh rằng là cái chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy ở đây là được tính trực tiếp theo định mức của Bộ Xây dựng và dựa theo là cái đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy ở đây là chúng ta tính theo bảng 3.3. Phía dưới là bảng đơn giá chi tiết và giá tổng hợp, nó không có liên quan đến đơn giá của tỉnh công bố. Do đó cái chi phí trực tiếp là vật liệu cộng nhân công cộng máy là T ở đây là nó không liên quan đến đơn giá của tỉnh công bố. Tương tự như vậy thì khi chúng ta lấy cái T này mà nhân với các cái tỷ lệ phần trăm của chi phí chung, nhân tỷ lệ phần trăm của thu nhập thuế trước, ví dụ chi phí chung là 6,5 chẳng hạn, thu nhập thuế trước là 5,5% chẳng hạn, và thuế VAT là 10% chẳng hạn, thì cái cuối cùng ở đây là chi phí dựng sau thuế nó sẽ không có liên quan đến gì đến chuyện là đơn giá của tỉnh ban hành cả, mà nó chỉ liên quan đến cái tiền vật liệu công máy là cái trực tiếp phí này, mà do chúng ta đã tính trực tiếp từ định mức và cái giá vật liệu, giá cát, giá đá, rồi là giá nhân công, ví dụ như có bậc 3, bậc 4, bậc 5 trên 7, giá của máy trộn bê tông, máy đầm, máy hàn, máy ô tô vận chuyển chẳng hạn chúng ta thi công, mà nó không liên quan đến giá tỉnh ban hành cả. Đấy, như vậy tôi đã chứng minh được rằng là với cái bảng 3.1 mà Bộ Xây dựng hướng dẫn này thì chúng ta tính tổng dự toán chi phí dựng sau thuế là cái con số cuối cùng GXD này là nó không liên quan gì đến đơn giá tỉnh công bố cả. Và trong phần mềm dự toán G8 để mà tính dự toán chi phí dựng theo cái bảng 3.1, tức là theo đơn giá chi tiết và giá tổng hợp, thì chúng ta thao tác như sau. Tôi quay trở về bên phần mềm G8. Hiện nay là nó đang tính theo là theo cái 3.1 trong thông tư 04 năm 2010 cũ, có nghĩa là có chênh lệch vật liệu và cái chi phí vật liệu nhân công máy là lấy trực tiếp từ đơn giá tỉnh ban hành. Bây giờ tôi chuyển sang là tính theo giá tổng hợp theo thông tư số 06 năm 2016 ở bảng 3.1 như sau. Đó, các bạn chọn là cái mục vật tư theo ở trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình, là cái mục này các bạn sẽ chọn là cái giá trị của nó là giá tổng hợp. Đó. Thì lúc này chúng ta quan sát ba đại lượng là vật liệu này,
nhân công này và máy này. Đấy, thì nó sẽ tính theo là giá tổng hợp Y9 và giá tổng hợp Z9, cũng như là đây là giá tổng hợp K9, tức là YZK9. Chúng ta quan sát giá tổng hợp là cái sheet này, 9 là cái tổng cộng mà chưa làm tròn, YZK đây ạ. Đấy, nó tính theo ba cái tổng thành tiền này. Và nguyên tôi vừa rồi tôi đã chứng minh rằng ba cái con số này, ba cái tổng thành tiền của cái công trình đó ấy, tiền vật liệu công máy công trình tại thời điểm chúng ta thi công, đây là giá tại thời điểm chúng ta làm công trình, nó không liên quan gì đến cái này cả, không liên quan cái đơn giá tỉnh ban hành ở đây, không liên quan tiền đây, không liên quan tổng tiền đây, và không liên quan đơn giá tỉnh ban hành này. Đấy, mà ba cái đại lượng vật liệu công máy này không liên quan thì tổng chi phí dựng sau thuế ở đây 186.565.000 này là không liên quan gì đến đơn giá tỉnh ban hành. Điều đó nghĩa là gì? Nếu đơn giá tỉnh ban hành ở đây mà có vấn đề gì, ví dụ như có trục trặc gì đó sai hay đúng, hay là lên hay xuống, thì dẫn tới tiền này cũng thế, sẽ lên hay xuống tương ứng, thì nó không ảnh hưởng gì đến cái con số này. Đấy, bởi vì đơn giản là nó không dùng con số để nó tính, mà nó dùng định mức trực tiếp của Bộ Xây dựng để nó tính theo đúng như là bảng 3.1 trong thông tư mà Bộ Xây dựng hướng dẫn. Tiếp theo, trong thông tư số 06 thì Bộ Xây dựng còn hướng dẫn một bảng nữa để mà tính tổng hợp dự toán chi phí dựng. Lúc nãy tôi đã hướng dẫn cái bảng 3.1 và bây giờ tôi chuyển sang cái bảng tiếp theo là bảng 3.6 để hướng dẫn xem là trong cái thông tư này là như thế nào. Bảng 3.6 cũng là hướng dẫn tính tổng hợp dự toán chi phí dựng, nhưng mà tính theo là bảng tổng hợp vật tư. Chúng ta quan sát chi phí trực tiếp gồm có chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công. Lúc nãy ở bảng 3.1 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là lấy sigma của QG mà nhân với cả DG vật liệu, DG nhân công và DG máy tương ứng. Thế nhưng ở đây tiền vật liệu và công máy là ba cái đại lượng VL, NC và M, thì Bộ Xây dựng bảo là lấy từ bảng 3.5, bảng 3.5 và bảng 3.5. Đó, chúng ta xem bảng 3.5 là cái bảng gì. Bảng 3.5 là bảng tổng hợp chi phí vật liệu công máy cho cả công trình. Thì bảng này được tính dựa trên cái khối lượng là cột 5 này, là cột 5 này là chúng ta tính theo cái bảng 3.4. Chúng ta kiểm tra bảng 3.4 là bảng phân tích hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công cho các công tác xây dựng trong công trình của chúng ta. Trong cái bảng này thì Bộ Xây dựng yêu cầu là công trình của chúng ta có những đầu việc nào thì chúng ta liệt kê ra công tác số 1. Tôi lấy ví dụ công tác số 1 là công tác xây tường này, công tác số 2 là công tác chát tường này, vân vân. Và trong từng công tác chúng ta phải thể hiện được là cái định mức hao phí ấy, vật liệu này, nhân công này, máy cho từng công tác một và khối lượng tổng cộng của nó. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên phần mềm để minh họa, chúng ta có số liệu chúng ta dễ hiểu hơn cái bảng 3.4 phân tích vật tư xem như thế nào. Cái bảng 3.4 tương ứng với sheet hao phí vật tư bên phần mềm G8 là phân tích hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác trong xây dựng. Thì chúng tôi cũng phải thể hiện là các cái đầu việc trong một công trình, công việc số 1 là xây móng này, công việc số 2 công tác bê tông này, vân vân. Thì trong mỗi đầu việc chúng tôi phải thể hiện là cái cột định mức vật liệu ở đây, định mức nhân công ở đây, và định mức máy nếu có thì đây, tôi lấy ví dụ một công tác khác thì định mức máy nếu có nó thể hiện ở đây. Và chúng ta thấy hiểu rằng là ba cái định cột định mức là cột F, G, cột H này, ba định mức vật liệu, nhân công và máy ở đây, tức là định mức của cái đám này này, thì chúng ta lấy đâu ra? Thì đương nhiên chúng ta biết rằng là với công tác AE11823 này thì chúng ta sẽ lấy ở quyền định mức số 1776 năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành. Như vậy nó lấy từ định mức ra. Sau đó thì đây là định mức cho một đơn vị công tác. Thế thì nó sẽ nhân với cả khối lượng của công tác đó là 15,24 mét khối xây móng ở đây. Thế thì nó sẽ ra được cái tương ứng của nó, đây là số mét khối đá này, đây là số mét khối cát này, vân vân. Thế thì nó sẽ tự ra được cái khối lượng này. Thế vậy thì vì cái này là cái định mức do Bộ Xây dựng ban hành mà nó nhân với khối lượng do công trình của chúng ta bóc, cho nên là hai cái này nhân nhau thì dẫn tới là đây là tổng khối lượng vật liệu công máy cho từng công tác, thì cái này nó không liên quan gì đến cái đơn giá tỉnh ban hành ở đây cả. Nó không liên quan cái này cả. Vì đương nhiên đây là tiền, thì còn đây là khối lượng cát, khối lượng đá, khối lượng xi măng, hay là số công bậc 3.5/7, hay là số ca trộn vữa 80 lít, nó không liên quan gì đến đơn giá ở đây cả. Tiếp theo, tôi quay trở lại cái thông tư 06. Đây là bảng phân tích vật tư. Thì vừa rồi ta đã hướng dẫn là nó chỉ thể hiện được là cái tổng khối lượng vật liệu công máy ở 3 cột 9, 10, 11
Tiếp theo ở bảng 3.5 phía dưới thì là bảng tổng hợp chi phí vật liệu công máy cho công trình. Thì ở bảng này thì Bộ Xây dựng yêu cầu là chúng ta liệt kê ra công trình chúng ta thi công xong ấy nó phải gồm những loại vật liệu nào, những loại nhân công nào và những loại máy thi công nào. Và tương ứng với nó là khối lượng tổng cộng là bao nhiêu, ví dụ như là cát vàng, cát mịn chẳng hạn là bao nhiêu mét khối điền vào đây. Gạch chẳng hạn bao nhiêu viên điền vào đây. Nhân công bậc 3.5/7 là bao nhiêu công cho cả công trình ấy thì chúng ta tính, chúng ta điền vào đây. Tương tự như vậy cho máy ở phía dưới. Cái giá này là giá mà tại thời điểm chúng ta thi công công trình, chúng ta làm công trình. Cái cột 6 này, ví dụ giá cát này là giá chúng ta, giá gạch, giá cát này là giá tại thời điểm chúng ta làm công trình. Cho nên nó cũng không có liên quan gì đến cái ba cái cột đơn giá này. Bởi vì đây là đơn giá gốc do tỉnh ban hành cách thời điểm chúng ta làm công trình mất vài năm. Đó. Cái khối lượng cột 5 này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau, là cột 5 này là chúng ta lấy ở cột 9, 11 ở bảng 3.4 là bảng phân tích hao phí vật tư mà chúng ta vừa khảo sát. Thế thì như vậy là cái khối lượng này là chúng ta tính dựa theo định mức chứ không liên quan đến đơn giá tỉnh vận hành cả. Nhân với giá do chúng ta tính, chúng ta xác định, chúng ta áp cái giá của cát, của đá, của nhân công bậc 3, bậc 4/7 tại thời điểm chúng ta làm. Với hai đại lượng này nó không liên quan đến đơn giá tỉnh vận hành. Vậy thì khi chúng ta nhân cột 7 là cột thành tiền là sẽ 7 bằng là cột 5 nhân với cột 6. Thì cái tiền của cát, của gạch, của nhân công bậc 3, bậc 3.5 này thì nó không liên quan gì đến đơn giá tỉnh vận hành cả. Cho nên cái tổng tiền vật liệu, tổng tiền nhân công ở đây và tổng tiền máy thi công ở đây nó cũng không liên quan gì đến đơn giá tỉnh vận hành cả. Đó. Mà nó chỉ liên quan đến việc là chúng ta dựa theo định mức để tính ra khối lượng và áp cái giá tại thời điểm mà chúng ta làm công trình. Thế vậy, nếu tôi lấy cái vật liệu nhân công ở đây và máy ở bảng 3.5, tôi đưa xuống cái bảng 3.6. Đây Bộ Xây hướng dẫn đây ạ, vật liệu nhân công máy ở bảng 3.5 đưa xuống để tính đấy ạ. Cái đám này thì điều đó chứng tỏ rằng gì ạ, là cái tiền vật liệu này, tổng tiền vật liệu, tổng tiền nhân công, tổng tiền máy trong chi phí trực tiếp để tính dự toán công trình này, nó không có liên quan gì đến ba cái đơn giá, ba cột đơn giá vật liệu công máy mà do tỉnh công bố cách đây vài năm cả. Đấy, nó không liên quan. Đấy, mà nó tính trực tiếp là theo cái định mức mà Bộ Xây dựng ban hành. Sau đó thì cái tiền vật liệu công máy nó sẽ nhân tính ra là chi phí chung là bao nhiêu, thu nhập thuế trước là bao nhiêu theo cái tỷ lệ phần trăm, rồi thuế 10%, rồi nó cộng lại thì là ra được chi phí dựng sau thuế. Điều đó có nghĩa là chi phí dựng sau thuế ở đây nó sẽ bằng với cả cái cách mà chúng ta tính theo cái bảng 3.1 mà tôi hướng dẫn lúc trước, và nó cũng phụ thuộc vào cái vật liệu công máy này, cho nên là nó không có liên quan gì đến đơn giá tỉnh ban hành cả. Tôi nhắc lại là cái G xây dựng tính theo cái bảng 3.6 này nó cũng không liên quan gì đơn giá vật liệu nhân công máy mà do tỉnh ban hành ở đây cả, hay là tỉnh ban hành ở trong cái đơn giá, tôi lấy ví dụ 5481 của Hà Nội hay tỉnh khác thì thế thôi. Để mà thao tác bên phần mềm dự toán mà tính tổng hợp dự toán chi phí dựng theo bảng 3.6, tức là theo bảng tổng hợp tư đấy ạ, bảng 3.5, thì chúng ta thao tác như sau. Bên phần mềm ở bên sheet tổng hợp vật tư chúng ta chọn là hiện bảng, là chúng ta chọn bảng là giá hiện trường rút gọn để chúng ta chỉ thể hiện là khối lượng, giá và thành tiền tương ứng với bảng 3.5 ở bên phần bên thông tư. Tôi dở lại bảng 3.5, tức là nó cũng liệt kê ra các cái vật liệu, đơn vị của nó, khối lượng, giá và thành tiền. Thì bên phần mềm cũng thế, cũng liệt kê các vật liệu, đơn vị, khối lượng, giá và thành tiền. Cái cột hệ số thì bắt buộc chúng tôi phải đưa thêm vào, bởi vì một số trường hợp là người làm dự toán người ta phải có hệ số điều chỉnh các cái nhân công, các cái máy, các vật liệu nếu có, cho nên là chúng tôi bắt buộc phải để cái cột hệ số này. Sau đó chúng ta sẽ lấy tổng tiền vật liệu ở đây, nhân công ở đây 48.169 này, máy ở đây là 8.788 ở đây, để đưa qua đây chúng ta tính. Bây giờ chúng ta xem là muốn tính cái bảng tổng hợp chi phí dựng này mà theo tổng hợp tư làm như nào. Thì ở thanh công cụ dưới cùng màn hình, mục vật tư theo giá tổng hợp, chúng ta chọn là theo tổng hợp tư. Khi đó chi phí vật liệu này, chi phí nhân công này và chi phí máy ở đây, nó lấy tổng hợp vật tư P18, tổng hợp vật tư P23 và tổng hợp vật tư P32. Chúng ta kiểm tra P là cái cột tổng thành tiền, P18 là vật liệu, P23 là nhân công và P32 là máy. Ví dụ máy đây là 8.788.000 thì đây cũng thế, 8.788.000 nó đưa qua đây để tính. Và vì ba cái vật liệu nhân công máy mà tôi bôi màu đỏ ở đây nó không liên quan đến giá tỉnh ban hành ở đây, ba cái đó nó không liên quan đến giá tỉnh ban hành, không liên quan đến quyển sách của tỉnh ban hành, thì dẫn tới là cái
các cái chi phí phía sau nó không liên quan gì cả. Tất nhiên khi mà chúng ta tính theo thông tư 06 thì ở đây thông tư chúng ta phải chọn là thông tư số 06 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành. Tuy nhiên thì cái này nó vẫn là theo cái bảng tổng vật tư. Đây nó vẫn theo tổng vật tư. Và máy ở phía dưới này nó vẫn theo là tổng vật tư, nó lấy vẫn lấy là P18, P23 cũng như là P32 như tôi vừa hướng dẫn. Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn ở trong thông tư số 06 năm 2016 mà Bộ Xây dựng ban hành là có hai bảng, là bảng 3.6 và 3.1, là hai bảng duy nhất để mà hướng dẫn cách tính dự toán chi phí dựng công trình. Các bảng phía dưới như là 3.7, 3.8 vân vân thì nó là những cái tỷ lệ phần trăm vân vân, là cho chi phí chung, rồi là cho thu nhập thuế trước, rồi cái phần tính khác, nó không liên quan đến việc tính toán dự toán chi phí dựng cả. Đấy. Do đó là tôi đã chứng minh được các bạn rằng cái việc tính dự toán công trình theo cái thông tư 06 năm 2016 mới, mà tôi nhắc lại là thông tư đó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5, là chúng ta không cần và thậm chí là không được áp dụng cái phần mà đơn giá do tỉnh công bố ở đây, hay là các cái bộ sách đơn giá về xây dựng, về lắp đặt, về khảo sát, về sửa chữa, về dịch vụ công ích như là cây xanh, chiếu sáng, môi trường, thoát nước chẳng hạn, thì chúng ta không phụ thuộc các cái đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy mà do các tỉnh ban hành tương tự như thế này, như tôi, cái phần mà tôi ôn màu xanh ở đây. Và tôi xin nhắc lại ở trong cái bảng 3.1 là vì nó không còn cái bảng 3.1 vì ở đây nó không còn có chênh lệch vật liệu, do đó là bên phần khi thao tác bên phần mềm dự toán G8 thì các bạn tuyệt đối không được chọn cái vật tư theo công trình, bởi vì khi đó nó lại có chênh lệch vật liệu, đây là không đúng như theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng mới, mà các bạn chỉ được chọn một trong hai lựa chọn là vật tư theo giá tổng hợp hoặc là vật tư theo tổng vật tư. Và tôi khuyến nghị các bạn là nên chọn theo giá tổng hợp. Vì sao? Vì là giá tổng hợp khi đó chúng ta chọn in ấn ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó cũng có cái bảng là giá tổng hợp, nó rất giống như cái bảng công trình mà chúng ta trước đây chúng ta hay làm, là có công trình có cột là số tự mã tên đơn vị khối lượng, thì cái bảng giá tổng hợp nó cũng có số tự mã tên đơn vị khối lượng. Tiếp theo ở đây nó có 3 cột đơn giá và 3 cột thành tiền cũng như là tổng thành tiền, thì ở bên giá tổng hợp nó cũng có 3 cột đơn giá, 3 cột thành tiền và tổng thành tiền ở đây. Nếu các bạn cần diễn giải, ví dụ như ở bên sheet công trình này, tôi lấy ví dụ họ có một số cái diễn giải nhé. Tôi ví dụ diễn giải cho nhanh để chúng ta minh họa thôi. Đây là, tôi xin lỗi, tôi gõ nhầm công thức. Đây. Ví dụ tôi có diễn giải này, diễn giải nó không chính xác nhưng mà tôi để minh họa thôi. Mà ở bên giá tổng hợp chúng ta cần hai cái diễn giải như này, thì chúng ta kích vào mục là có diễn giải ở đây. Sau đó chúng ta bấm cái nút hình tam giác hoặc là ở đây, hoặc là chúng ta bấm phím F5 trên bàn phím để nó tính lại cái bảng này. Thì khi đó chúng thấy rằng là cũng có hai cái diễn giải giống hệt ở bên kia và nó link từ công trình E8 và công trình E9 chúng ta kiểm tra. Công trình đây là 8, đây là 9, đây là cột E. Thì nó link từ bên này sang. Như vậy chúng ta khi cần in thì chúng ta sẽ in, nếu mà chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp thì khi đó dự toán chúng ta sẽ in trình tự các bảng như sau. Thứ nhất là bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Tất nhiên chúng ta phải chọn theo thông tư 06. Cái thứ hai là chúng ta in bảng giá tổng hợp để chứng minh cái giá, cái chi phí ở đây. Ba cái chi phí này để chúng ta đưa nó vào ba cái chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy ở đây. Đấy, chúng ta phải in cái bảng này ra. Và cái bảng này thì nó tương đương với bảng là sheet công trình của chúng ta mà chúng ta vẫn hay làm. In bảng này ra rồi, chúng ta muốn chứng minh cái giá này thì đương nhiên chúng ta phải in tiếp bảng thứ ba là bảng đơn giá chi tiết để chứng minh cái giá vật liệu ở đây, giá nhân công cho công tác đấy ở đây và giá cho máy ở đây, vân vân, các công tác khác ở phía dưới. Đó. Đấy, như vậy thì điều đó có nghĩa là cái sheet công trình này chúng ta có lẽ không cần phải in, bởi vì là chúng ta không dùng gì số liệu ở đây ngoài cái khối lượng này ra. Mà khối lượng này, diễn giải này nó đã được thể hiện chi tiết ở đây, nó thể hiện rồi, cho nên có lẽ chúng ta không cần in cái sheet công trình, không cần in cái này. Tuy nhiên nếu mà vì một lý do nào đó mà tôi cho rằng nó không cần thiết thì người ta vẫn bắt các bạn in để người ta đọ cái đơn giá vật liệu công máy này so với quyển sách đơn giá tỉnh vận hành,
Mặc dù nó không để làm gì cả, nhưng nếu người ta vẫn cứ bắt in thì có lẽ các bạn vẫn phải in cái bảng này. Nhưng mà lưu ý rằng là ba cái này nó chỉ để tác dụng đo với cái này, mà nó không có tác dụng gì tính toán sau này cả. Đấy. Đây là cái thứ nhất là chúng ta tính theo giá tổng hợp. Cách thứ hai là chúng ta tính theo tổng hợp vật tư. Thì lúc đó ở đây là tất cả cái tiền vật liệu, nhân công và máy đây chúng ta tính theo tổng tư. Thì lúc đấy chúng ta phải in cái bảng tổng hợp phiên một là một. Thứ hai chúng ta in bảng tổng vật tư là hai. Trong đó lưu ý các bạn là mặc định G8 để là bảng giá hiện trường, bảng chênh lệch rút gọn. Thì đây là bảng chênh lệch rút gọn, nó không đúng theo mẫu ở bảng 3.5 trong thông tư 06 năm 2016, mà chúng ta phải chọn là cái bảng là bảng giá hiện trường rút gọn. Thì nó có khối lượng, có giá tại thời điểm chúng ta làm công trình và có tiền, thì đây là tương ứng với bảng 3.5. Và chúng ta muốn chứng minh được cái giá đó, chúng ta in cái bảng tổng vật tư này ra, chúng ta muốn chứng minh được cái khối lượng này, thì chúng ta thấy rằng đường link của nó từ half phần tư sang, cho nên là chúng ta phải in tiếp cái bảng là half phần tư. Thì bảng này tương ứng với bảng 3.4 trong thông tư 06 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành, thì để chứng minh được cái khối lượng của từng cái cát, từng nhân công, từng loại máy một, thì chúng ta phải in cái bảng phân tích của này ra để chứng minh cho chủ đầu tư rằng là chúng ta tính được cái khối lượng ở đây dựa theo định mức mà Bộ Xây dựng họ kiểm tra định mức ở đây. Đấy. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải in thêm cái bảng công trình, bởi vì lúc đó là chúng ta vẫn phải cần cái khối lượng này để chứng minh cái khối lượng này cho người ta. Tuy nhiên cái giá này thì cũng in ra thôi để mà đọ mấy quyển sách thôi, chứ cái giá này cũng không tham gia trong quá trình tính toán cả. Do đó các bạn có thể chỉ cần in đến mục là khối lượng mà thôi. Thì khi đấy chúng ta bấm cái này để cho nó lên cái bảng half mức, và chỗ này chỉ có mục là chỉ in khối lượng. Thì khi đó khi chúng ta in thì là nó chỉ in đến phần khối lượng mà thôi, chúng ta kiểm tra. Nó chỉ in khối lượng thôi, chứ nó không 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 in các cái phần giá và thành tiền. Lưu ở đây là không bị mất nét, vì tôi đã zoom nhỏ cho nên là nó có vẻ như mất nét, nhưng thực chất thì không phải. Đây chúng ta sẽ kiểm tra. Nó không hề bị mất nét gì cả. Đấy, thì chúng ta tích vào cái mục chỉ in khối lượng. Hoặc là chúng ta in hết cũng được, nhưng mà không cần thiết, vì 36 cột này là không cần và cái tiền này là không cần thiết, mà chúng ta chỉ in cái khối lượng, cái đầu việc ở đây để chúng ta kiểm tra khối lượng cũng như đầu việc diễn giải khối lượng ở đây mà thôi. Tuy nhiên có hai cách là tính vật tư theo tổng vật tư và theo giá tổng hợp, thì chúng tôi vẫn khuyến nghị, tôi nhắc lại là tôi khuyến nghị tính theo giá tổng hợp, bởi vì lúc đó là chúng ta in ấn các bảng biểu thì nó thể hiện nó rõ hơn bằng việc là chúng ta tính được cái giá tổng hợp ở đây. Và chúng ta in cái giá tổng hợp ra thì có vẻ như nó rõ ràng hơn so với việc là chúng ta in cái tổng vật tư này, thì nó có vẻ như là không không chi tiết bằng cái bảng giá tổng hợp này. Tuy nhiên, việc chọn là vật tư theo giá tổng hợp hay tổng vật tư thì kết quả nó vẫn cứ như nhau. Đấy, nó không có thay đổi gì cả. Ví dụ như là ở đây là 242 triệu 262 nghìn. Đấy, thì lấy tính theo giá tổng hợp 242 262 thì tính theo tổng vật tư thì nó cũng tương tự như vậy thôi. 242 262 có thể lệch nhau một vài đồng ở phía sau này, một vài đồng hoặc là một hai chục đồng là do cái chuyện là làm tròn. Thì cái làm tròn đó nó có thể chênh lệch nhau, thì cái điều đó nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta muốn loại bỏ làm tròn, chúng ta vào công cụ loại bỏ làm tròn đây, thì nó hai bên sẽ bằng nhau. Tuy nhiên việc đó nó không cần thiết. Đấy. Thì và việc chọn là theo tổng hợp vật tư, tính theo tổng tư hay theo giá tổng hợp thì là tôi vẫn khuyến nghị là theo giá tổng hợp, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng 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 là làm theo cái quyết định của các bạn, hoặc là chủ đầu tư các bạn họ yêu cầu tính theo cách nào để họ họ cho rằng tính theo tổng tư này nó tiện quan sát hơn, tiện kiểm tra hơn, hay là tính theo đơn giá chi tiết và giá tổng hợp này nó dễ quan sát hơn, thì các bạn sẽ chọn cái việc là tính một trong tính dự toán theo một trong hai cái này cho nó tương ứng với họ. Và tuy nhiên thì tôi không khuyến nghị các bạn chọn là vật tư theo công trình, vì lý do là bây giờ cái việc là tính gốc cộng với chênh như tôi đã chỉ cho các bạn ở bảng 3.1 và 3.6 là không còn. Cho nên là chúng ta tuyệt đối là không nên chọn theo cái vật tư theo công trình nữa. Và một cái nhược điểm nữa là theo công trình là cái này chúng ta phải theo đơn giá tỉnh vận hành. Mà nếu đơn giá tỉnh vận hành ở đây nó có sơ suất gì đó thì tiền đấy nó sẽ có sơ suất, sẽ có vấn đề. Dẫn tới là cái chúng ta lấy cái số đó để tính thì cái tổng chi phí dựng ở phía sau này có thể nó bị sai lệch đi. Đấy, cho nên là vừa không đúng luật mà vừa dễ bị rủi ro, cho nên tôi khuyến nghị các bạn là không nên theo cái vật tư theo công trình này mà nên theo là giá tổng hợp. Đấy. Như vậy chốt lại thì với cái video này tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách tính dự toán theo thông tư 06 mới, và cái quan trọng nhất là tôi chứng minh cho các bạn rằng, tôi chỉ các bạn rằng là nó không liên quan gì đơn giá tỉnh vận hành, và các bạn phải lưu ý cái điều đó.
không liên quan gì đến giá tiền bán hàng ở đây cả. Đấy. Và các bạn nên là làm theo giá tổng hợp hoặc là theo tổng đầu tư, bởi vì nó đúng theo cái thông tư mà Bộ xây dựng dẫn ở đây, không có chênh lệch vật liệu ở đây. Tôi xin kết thúc cái video ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và rất mong muốn được gặp lại các bạn ở những cái video hướng dẫn sau. Vâng, tôi xin cảm ơn các bạn.